188 88 cửa. Tương ứng với phần 9 bài 28 quyển 2. Đầu tiên là từ giao thông. Giao thông. Giao. Giao. Thông. Thông. Giao thông. Giao thông. Vấn đề giao thông. Giao thông vấn đề. Giao thông vấn đề. Giao thông không tốt. Giao thông bù hảo. Giao thông bù hảo. Giao thông ở Việt Nam. Việt Nam ở giao thông. Việt Nam ở giao thông. Bây giờ là từ thuận tiện, tiện. Phương tiện. Phương. Phương. Biển. Biển. Phương tiện. Phương tiện. Tiện hay không tiện? Phương tiện, bù phương tiện. Phương tiện, bù phương tiện. Rất tiện, rất thuận tiện. Khẩn phương tiện. Khẩn phương tiện. Giao thông rất thuận tiện. Giao thông khẩn phương tiện. Giao thông khẩn phương tiện. Giao thông rất không tiện. Giao thông khẩn bù phương tiện. Giao thông khẩn bù phương tiện. Giao thông tiện hay không tiện? Giao thông phương tiện, bù phương tiện. Giao thông phương tiện, bù phương tiện. Bây giờ hãy nhắc lại 10 phút. 10 phân. Khi chỉ nói về số phút, người Trung Quốc còn thường nói phân trung. Phân trung. Trung. Phân trung. Phân trung. 2 phút. 2 phân trung. 2 phân trung. 10 phút. 10 phân trung. 10 phân trung. 20 phút. 20 phân trung. 20 phân trung. 30 phút. 30 phân trung. 30 phân trung. 10 phút là đến. 10 phân trung chiều tạo. 10 phân trung chiều tạo. Từ tạo tuy cũng có nghĩa là đến, nhưng với nghĩa đã đến được nơi muốn đến, chỉ kết quả. 10 phút là đến được công ty rồi. 10 phân trung chiều tạo công sư lợ. 10 phân trung chiều tạo công sư lợ. Ngồi xe 10 phút là đến được công ty rồi. Dùa xe 10 phân trung chiều tạo công sư lợ. Dùa xe 10 phân trung chiều tạo công sư lợ. Bây giờ là từ bên cạnh. Phảng biên.
Tháng. Tháng. Biên. Biên. Tháng biên. Tháng biên. Bên cạnh tôi. 我旁边. 我的旁边. Bên cạnh bạn. 你旁边. 你的旁边. Người ở bên cạnh bạn nguyên văn là bạn bên cạnh mà người. 你旁边的人. 你旁边的人. Người ở bên cạnh bạn là ai? 你旁边的人是谁? 你旁边的人是谁? Bên cạnh nhà chúng tôi. 我们家旁边. 我们家的旁边. Bên cạnh trường học. 学校旁边. 学校旁边. Bến xe ô tô nguyên văn là xe hơi bến. 汽车站. 汽车站. Bên cạnh bến xe ô tô. 汽车站旁边. 汽车站旁边. Bên cạnh bến xe chính là 汽车站旁边就是. 汽车站旁边就是. Bên cạnh bến xe ô tô chính là 汽车站旁边就是. 汽车站旁边就是. Bây giờ là từ tàu điện ngầm, âm Hán Việt là điện thiết. Tì thỉa. Tì. Tì. Thỉa. Thỉa. Tì thỉa. Tì thỉa. Không có tàu điện ngầm. Mấy yếu tì thỉa. Mấy yếu tì thỉa. Còn chưa có tàu điện ngầm. Khái mấy yếu tì thỉa. Khái mấy yếu tì thỉa. Bến tàu điện ngầm, ga tàu điện ngầm. Tì thỉa trạm. Tì thỉa. Trạm. Tì thỉa trạm. Tì thỉa trạm. Ga tàu điện ngầm cách đây không xa. Tì thỉa trạm lý trò bù yuán. Tì thỉa trạm lý trò bù yuán. Bên cạnh bến xe ô tô chính là ga tàu điện ngầm. Chì chơ trạm pháng biên chiêu sư tì thỉa trạm. Chì chơ trạm pháng biên chiêu sư tì thỉa trạm. Bây giờ là từ phụ cận, vùng phụ cận. Vùng ở gần. Phụ cận. Phụ. Phụ. Cận. Cận.
Phụ chỉnh. Phụ chỉnh. Gần nhà các bạn, phụ cận nhà các bạn. Nhì mân cha phụ chỉnh. Nhì mân cha phụ chỉnh. Gần trường học. Xuế xào phụ chỉnh. Xuế xào phụ chỉnh. Gần bệnh viện. Y yuan phụ chỉnh. Y yuan phụ chỉnh. Gần đây có trường học, bệnh viện. Phụ chỉnh yếu xuế xào, y yuan. Phụ chỉnh yếu xuế xào, y yuan. Bây giờ là từ nhà thể chất, nhà thể dục thể thao. Thí yu quán. Thí. Thí. Yu. Yu. Quán. Quán. Thí yu quán. Thí yu quán. Trường chúng tôi không có nhà thể dục. 我们学校没有体育馆. 我们学校没有体育馆. Không hay đi xa nhà thể dục thể thao. 不常去体育馆. 不常去体育馆. Trường học, bệnh viện và nhà thể dục thể thao. 学校、医院和体育馆. 学校、医院和体育馆. Vùng phụ cận có trường học, bệnh viện và nhà thể dục thể thao. Phụ cận có trường học, bệnh viện và nhà thể dục thể thao. Phụ cận có trường học, bệnh viện và nhà thể dục thể thao. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Giao thông tiện hay không? Giao thông phương tiện bù phương tiện. Giao thông phương tiện bù phương tiện. Giao thông rất thuận tiện. Giao thông rất phương tiện. Giao thông rất phương tiện. Dưới lầu, dưới nhà thì đã có bến xe buýt. Lầu xa chiều yếu cung cung chỉ chưa tràn. Lầu xa chiều yếu cung cung chỉ chưa tràn. Ngồi xe 10 phút là đến được công ty rồi. Dù chưa 10 phân trung chiều tạo công sư là. Dù chưa 10 phân trung chiều tạo công sư là. Bên cạnh bến xe chính là ga tàu điện ngầm. Chỉ chưa tràn thẳng biên chiều sử đi thiệt tràn. Chỉ chưa tràn thẳng biên chiều sử đi thiệt tràn. Phụ cận có trường học, bệnh viện và nhà thể dục thể thao. Phụ cận có trường học, bệnh viện và nhà thể dục thể thao.
附近有学校、医院和体育馆。 Bây giờ hãy nghe phản nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? 换人民币还是美元? Lên mạng tra tài liệu. 上网查资料. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Chiêu phao này vừa tốt vừa rẻ. Chiếc kiện ủy rung phú yêu hảo yêu phiền yi. Tốt nghiệp đại học. Đa xuế bì yê. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Láo giả, wo dǎ tīng yī xiǎ. Qua đường. Qua má lù. Thôi, mới có một tệ. Xoạn là bà, xáy khoải. Có khả năng cảm rồi. Khả năng cắn màu lọ. Trình độ tiếng Trung. Hải yu sủy phiến. Lợi hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Nà mà lì hại. Đánh bóng rổ. Đá lán chiếu. Tắt máy. Quan chi. Đá bóng. Thi dú chiếu. Tiêu chảy. La tủ dữ. Đã bị viêm đại tràng. Tớ là tráng yến. Nhớ nhà rồi. Sáng cha lợ. Lễ đường có vũ hội. Lý tháng yếu ủ khuẩy. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu với hoàn chỉnh thải loạn. 82.1 Chú phán của sự. Sớm đã tan làm rồi. Giáo chiều xả ba lợ. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ chưa tủ tớ lì hại. Nếu mà không vừa ý. Yào sư bù mãn ý. Tiền thuê phòng. Phán du. Đắt vậy. Trời mà quẩy. Thuê nhà. Du phán dự. Một tháng 3.000 tệ. 一个月3000块. Tuy hơi bị đắt một chút. 虽然贵了点儿. Phía dưới núi có một con sông. 山下边有一条小河. Tốt thật. Chân hảo. Giao thông thuận tiện hay không? Giao thông phang biển bù phang biển. Bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm. Phang biển chiều sư đi thịa trạng. 10 phút. 10 phút. Nhà thể chất, nhà thể dục thể thao. Thí ủy quán.